Hồng Vân và Quốc Thuận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Kính thưa quý vị, chương trình Vợ Chồng Son hân hạnh nhận được sự tài trợ của nhãn hàng Sâm Nhung Bổ Thận Trung Mương 3 trị chứng thận hư, thận yếu. Vợ em dê lắm, hồi xưa quen á thì mị lắm, chốt sổ rồi đó, thành ra là bung ra luôn. Dê em hoài luôn. Dê đúng không? Đi ăn thì ăn xong đứng dậy thấy không mà nhìn cái bóp mông em cái. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Xin chào hai em. Hình như anh gặp hai em ở đâu rồi ha? Dạ đầu tiên em xin chào chị Hồng Vân và chào anh Quốc Thuận và tất cả các khán giả trong trường quay ạ. Em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và chào tất cả khán giả đang xem chương trình ạ. Dạ em tên là Trọng Hải, năm nay em 34 tuổi, em đang là giảng viên dạy tiếng Anh, đồng thời làm đào tạo về bên mảng khách sạn nhà hàng. Em tên là Trúc Vy, em năm nay 25 tuổi, em đang ở nhà buôn bán online. Cuộc tình của các em bắt đầu như thế nào? Cuộc tình của tụi em mà bắt đầu ở giảng đường. Ảnh là giáo viên dạy tiếng Anh của em ở trường. Em học trò thì lúc đầu gặp cũng xưng thầy trò vẫn bình thường thôi. Dạy thì ảnh hay pha trò, thì ảnh xuống lớp ảnh giả là BD, ảnh nói là quỷ sứ hè. Mình nghe thì mình buộc miệng, mình nói là trời mất hình tượng quá. Tối hôm đó ảnh nhắn tin cho em, ảnh nói là bộ mất hình tượng lắm hả. Ảnh lúc đầu cũng xưng thầy trò, xong lá hồi sau lẳng lảng kêu bằng anh em luôn. Bữa đó là nhắn tin là sáng đêm luôn á, xong hẹn ngày mai đi ăn. Em thì em đi dạy cho nên là em có cái quy tắc là em không có quen với học trò. Nhưng mà hôm đó thì cô nàng này có vô trễ. Em thấy giống như trong phim anh vô mà cái hất tóc một cái đi vô rồi đi ngang qua giống như là nhìn mình cái nữa. Cũng hơi ấn tượng tại vì cũng là cái gu em thích, tức là cũng cao cao, tóc dài. Cô bé này có vẻ là hiền, thật thà. Tối hôm đó tự nhiên không biết sao cái em nhắn. Sau đó thì hai đứa cũng suy nghĩ rồi cũng mới quen nhau. Lúc mà tụi em quen thì cũng lén lút lắm. Em đi dạy thì em thả bé xuống ở gần trường. Tới lúc mà nghỉ ra chơi thì giả bộ đi chung nguyên lớp đi ăn, cái xong cái hai đứa tách ra đánh lẻ đi. Quen rồi xong tự nhiên đi vô trong lớp rồi có bị sượng không? Không có sượng. Quen ảnh xong đó rồi mình cứ muốn đi học lớp của ảnh không à. Muốn gặp ảnh hoài á. Lâu lâu có mấy lần em cũng xém hố, tức là cũng đang kêu em cái xong cái buộc miệng xém anh xong nhưng mà kịp gượng lại là cái chỗ đó vui lắm ha. Với lại mình có cái tật là cứ nhìn về hướng của bé này ngồi không mà lâu lâu cái thấy tụi học trò đang nhìn mình cái thôi mình giả bộ mình lãng qua chỗ khác. Bao lâu thì là hết lén lút được, tức là bị bùng nổ. Tới lúc mà bùng nổ là lúc mà em bị trường đuổi. Là trường phát hiện ra là sao? Cô hiệu trưởng cổ biết là hai đứa quen nhau, cái cổ có hỏi thì em cũng có nói là tại vì tụi em cũng đã tính tới chuyện lâu dài là cũng sẽ cưới này kia. Nhưng mà cổ có nói là để tránh gọi là giống như là các bạn trong lớp phân bì này kia có cái sự không công bằng thì là em tạm ngưng, em không có dạy cái lớp của vợ em nữa. Thì cũng đồng thời lúc đó là em có một cái công việc mới, thành ra là em mới quyết định là em chuyển việc luôn. Nói là bị trường đuổi là em nói cho vui vậy thôi. Như vậy lúc đó là em không còn cơ hội để nhìn thấy anh thầy ở trên bục giảng nữa đúng không? Lúc đó em cũng nghĩ luôn. Ta là nghĩ luôn. Lần đầu tiên các bạn là nhắn tin với nhau đó suốt đêm đó. Thì đến bao lâu thì các bạn mới chính thức quen nhau? Nhắn tin đêm đó là ảnh hẹn sáng ngày hôm sau đi ăn luôn. Lên xe thì mình cũng đâu có dám ôm, mình để tay khép nép. Ảnh thì ảnh vòng tay mình qua ôm ảnh. Xong tới vô ăn, ảnh hôn mình luôn. Hôn luôn. Đè ra hôn luôn. Lần đầu tiên luôn. Dạ lần đầu tiên là xác định luôn á. Hôn xong rồi trở về không? Dạ thì lên xe thấy gì đâu hẹn hò nhau mà ngồi cách yên xe khúc. Sợ té cái hồi em lấy tay em vòng qua sau lưng em ôm lại luôn để em giữ lại luôn. Tính cẩn thận nghe không? Sợ người lớn té đó. Xưa đến giờ em với bạn bè em ngồi nói chuyện á, thường em hay hỏi câu hỏi này là giờ chị Vân với anh Thuận giờ nhìn hai vợ chồng em, giờ anh chị nghĩ là ai dụ ai? Dĩ nhiên là ảnh rồi. Em, ông thầy sao học trò dụ đúng không? Nhưng mà giờ em hỏi anh là giờ đàn ông mình đi chơi đúng không? Mà học trò mình giờ mặc đồ sexy hở hang vậy thì có phải là học trò mình dụ mình không? Có nghĩa là bữa đó cũng sexy đúng không? 2 giây hay sao? Dạ đúng rồi, mặc áo 2 giây nhưng mà ở ngoài có mặc một cái áo sơ mi nhưng mà nó hững hờ lắm, thành ra là em địa được hết. Nó vấn vương, nó hững hờ lắm. Dạ. Rồi đâu có chịu nổi đâu. Sơ mi mà không gài nút đúng không? Dạ đúng rồi. Đó thì đúng rồi. Đó thì không phải đi ai dụ ai đúng không? Dạ. Rồi cuối cùng là dụ vô có chịu vô không? Dạ thì đi ăn thôi ạ. Đâu đi ăn. Đi ăn nhưng đi ăn xong rồi hôn nhau. Không, dạ. Tao hung rồi mới ăn. Trong lúc chờ đồ ăn thì tụi em thế thôi, ăn xong rồi đi về hay đi đâu nữa? Dạ, ăn xong thì lúc đó tầm mới khoảng 2 giờ. Mà trong khi thì bé vợ em thì tới khoảng 4 giờ là mới lên xe để đi tỉnh. Thì em mới kêu là thôi đi cà phê đi. Thì bé nói là mới ăn xong mà uống cái gì nữa, là còn no lắm. Cái xong cái em mới nói là vậy thôi để anh chở em về nhà, rồi em nghỉ ngơi xíu đi rồi em đi. Cái tự nhiên cái nói với em là thôi em không muốn về đâu, em muốn ở bên anh. Cái em thấy vậy thôi, cái em chở vô khách sạn luôn. Chở vô khách sạn luôn? Dạ. Mối tình nó dài dữ á. Ừ, mối tình tìm hiểu dài quá lâu. Lúc mà tới khách sạn á, em cũng hơi thất vọng. Tại nghĩ là mình cũng không nghĩ là thầy giáo mà như vậy. Nhưng mà tính em á thì thoải mái, em không phải là khép nép hay cái gì đó, thì em cứ suy nghĩ là vô thử coi sao. Cái ảnh tới chuyện gì tới thì tới, cái mình cũng nói với ảnh là anh ơi mình có nhanh quá không anh. Ảnh mới qua anh nói là em ơi mình quen nhau lâu rồi mà, trong khi là vậy mình có 1 tháng à, mà nói chuyện được có chút xíu vậy nè, mà quen lâu rồi đó, đối với ảnh là lâu rồi đó. Tức là sau đó có sợ là ảnh hay lòng đổi dạ với mình hay không, hay là như nào? Có chứ, thì cũng sợ, nhưng mà nếu mà ảnh không còn quan tâm mình nữa thì đối với em suy nghĩ lúc đầu là coi như tin một đêm. Nhưng mà được cái là cũng hỏi thăm, cũng quan tâm, cũng vui vẻ bình thường, cũng trách nhiệm. Lúc đó em cũng còn lông bông lắm, có nghĩa là em cũng chưa có xác định là em sẽ cưới đâu. Nhưng mà sau một thời gian dài ấy, thì em thấy một điều là xung quanh mình nó toàn là ảo ảo không mà không có thiệt. Còn bé vợ em thì giống như là lúc nào cũng đợi em, cũng sẵn sàng chờ em vậy đó. Thì từ từ em mới nhận ra là bé thương mình thiệt. Rồi dính tới giờ luôn. Dính tới giờ luôn, tức là cái thời gian mà thương thiệt rồi dính tới giờ là bao lâu nè? Dạ cũng gần 3 năm. Rồi là hai đứa cưới lâu chưa? Dạ tụi em cưới được khoảng 1 năm. Có con chưa? Dạ chưa. Tụi em đang kiếm. Rồi giờ mình kể tiếp nè. Trước khi cưới có cái biến cố gì không? Kể đi kìa. Tới sau khi đám hỏi xong á, thì tự nhiên cái đợt đó vợ em bị sốt, rồi ăn uống không có được. Xong cái tự nhiên cái tối hôm đó là cái bắt đầu là hôn mê. Thì dạ thì cũng là tưởng là bệnh như bình thường thôi. Thì mới đưa vô bệnh viện 115 á. Thì vô thì tới lúc mà lên cấp cứu xong truyền thuốc như mọi khi thôi. Nhưng mà tự nhiên cái đợt đó đó là vợ em bị như là liệt nửa người luôn. Có nghĩa là bên trái thì còn cử động được một chút, miệng là coi như là cứng đơ luôn, không có nói được luôn, ăn uống thì cũng khó khăn. Thì bác sĩ nói là đó là một cái biến chứng của cái bệnh viêm tủy. Thì cái đợt đó đó là coi như là hai nhà cũng rất là lo, tại vì chưa bao giờ là vợ em bị phát bệnh như vậy luôn. Thì cái đợt đó đó là em cũng vừa đi làm vừa chạy ra chạy vô, mà lúc đó em cũng rầu lắm, em cũng vừa lo nữa. Bạn bè này kia ai cũng nói em là suy nghĩ kỹ trước khi cưới, tại vì nhiều khi mày cưới về mày không chịu được rồi mày bỏ con ta rồi tội. Nhưng mà lúc đó thì em có nghe mấy bà chị bạn chơi chung với lại vợ em nè có nhắn tin cho em nói là hồi nãy chị vô chị thăm Vy, Vy nó mấp mấp cái môi thôi, nó nói là về là kêu anh Hải là bỏ em đi mà đừng có như là tội cho em á, sợ em là cứ phải gánh cho vợ em đó. Nhưng mà em lúc đó em nghe xong em cũng khóc nhiều lắm. Xong cái em mới ráng bình tĩnh lại. Xong cái vợ em mới đưa về nhà thì cũng phải ngồi xe lăn rồi tập vật lý trị liệu một thời gian. Nhưng mà cũng có cái động lực á, có cái động lực là nhờ có em bên cạnh á, thì vợ em nỗ lực tập luyện này kia, thì khoảng chừng 2 tháng sau thì vợ em hồi phục bình thường và bây giờ là đi lại bình thường. Giỏi quá ha, vậy là phải nghị lực dữ lắm luôn hả? Bây giờ thì nó hết chưa? Dạ thực ra thì nói khỏe 100% thì cũng không phải là 100%, nó chỉ hồi phục được khoảng tầm 70-80. Nhưng mà bệnh này thật ra thì nó đã có từ rất là nhiều năm trước rồi. Nó sẽ biến chứng theo từng giai đoạn và từng cái độ tuổi của mình, lớn càng lớn nó sẽ càng biến chứng và nó sẽ càng nặng hơn nữa. Nói phục hồi 100% là không có. Mà điển hình giống như là con mắt của em đã hư rồi, em chỉ còn thấy được 1/10 thôi, và em chỉ còn được một con này để mà trụ vẫn cho 2 con luôn, nhìn bằng 1 con thôi. Bây giờ mà nó có tái nữa thì nó còn sẽ nặng hơn nữa và nó sẽ mờ hơn nữa. là nó sẽ yếu hơn nữa. Chứ mình không có trị được hả em? Dạ, dạ bệnh này của em là... em là một cái dạng bệnh hiếm á chị. Thì bên nước ngoài họ cũng đã nghiên cứu nhiều rồi, nhưng mà cũng không có thuốc chữa, chưa có thuốc chữa, chỉ là có cái thuốc để mà kìm nó lại thôi, ức chế thôi. Hy vọng rằng là khoa học ngày càng tân tiến sẽ tìm được một cái phương pháp nào đó để có thể chữa hẳn được căn bệnh này, chứ nó không chỉ là kìm hãm. Cho anh hỏi một chút cái chuyện này tế nhị là bác sĩ có nói là nó có ảnh hưởng tới cái đường con cái gì không? Không nói, nhưng mà bệnh của em á, thì nó sẽ tái đi tái lại rất là nhiều lần. Và mỗi lần như vậy thì phải truyền thuốc và uống thuốc suốt đời, thì em không biết có con nó có ảnh hưởng hay không. Và cái lúc mà có con, thí dụ nó tái bệnh thì như thế nào. Nhưng mà bác sĩ cũng kêu là khuyến khích nên có con sớm, tại vì sau này nó càng lớn tuổi nó sẽ càng yếu hơn nữa. Em có nói với mẹ em là gia đình em trước khi cưới thì cái chuyện con cái thì con không có đặt nặng cái vấn đề đó. Tại vì đối với con thì sức khỏe của vợ con nó quan trọng hơn. Còn cái chuyện mà con cái thì coi như là tự nhiên đi, trời cho thì mình cứ nhận. Còn cũng hy vọng là giống như là có con xong thì thay máu, biết đâu thì nó có một cái gì đó nó phép màu nó xảy ra thì có thể là vợ em nó sẽ giảm bệnh. Bây giờ mình khui tật xấu đi ha, sẽ ưu tiên cho bên này đi. Bây giờ nè, cô ấy có tật xấu gì không? Thì cái đầu tiên đó là vợ em dê lắm. Dê hả? Dạ, dê lắm. Dê lắm hả? Dê, dê em lắm. Hồi xưa quen á thì mị lắm. Mà sao tự nhiên cưới xong về cái như là chốt sổ rồi đó, thành ra là bung ra luôn. Dê em hoài luôn. Dạ. Dê đúng không? Đi ăn thì ăn xong đứng dậy, thấy không ai nhìn cái bóp mông em cái. Cái xong cái em quay qua em thấy mấy đứa nhân viên ở trong quán bụm miệng nó cười. Khoái đúng không? Khoái vòng bao phải không? Bự. Trên xe thì bình thường thì ôm bụng em, cái bóp cái bụng em vậy nè, cái lâu đưa lên bóp vú cả. Xong cái đang ngồi này cái từ tuột xuống cái khều dưới một cái. Đang ngoài đường mà kỳ quá. Có đâu tay nó rớt xuống. Tối về ngủ cũng không yên nữa. Tối ngủ á là phải nắm mới ngủ được. Ở nhà mà em mặc mấy cái quần sọt mà hơi chật á, cái bắt em đi thay. Thậm chí có lúc là em tắm xong để sẵn cái quần rộng cho em mặc. Rồi tối ngủ á là cứ về là phải đổi qua đổi lại sao cho thuận tay bả, để bả vừa ngủ mà bả vừa nắm được. Cái này đâu có xấu đâu, này dễ thương mà. Anh tưởng tượng nhiều khi em đang ngủ, em đang mới lên gym ngủ, không biết bả nằm mơ bả gặp ác mộng vậy, cái bả nắm bả giật. Rồi thiệt luôn á, em nhiều khi em đang ngủ em giật mình dậy luôn. Mà trong khi bà ngủ tỉnh queo à. Mà đi lấy xe. Ngủ nhiều khi cái biết cái thế bà ngủ sao, tự nhiên bà đang ngủ nè cái bà lên gối em cái gì. Tính ra là tụi em chênh nhau tới 9 tuổi lận. Đôi lúc em cũng quên mất là vợ em nó đang trong cái tuổi là còn trẻ, còn cần được nuông chiều này kia á. Cho nên là nhiều khi cái em mà lớn tiếng em la cái là cái giận nè. Uống xỉn xỉn chút xíu nha, mà lỡ mà nạt bả cái là cái bà khóc hoặc là bà giận cái không thèm nói chuyện, không thèm quyếu luôn. Tới lúc mà nạt em lại cái em xìu xuống. Rồi giờ tới em đó. Ảnh cọc tính lắm, ảnh làm mệt chút xíu là bắt đầu ảnh nhằn. Đi xe cũng vậy, ai mà hả đi sai xíu là ảnh qua. Mày làm gì vậy? Mày đi cái kiểu gì vậy? Ảnh có một cái tật á, ở nhà nuốt, không mặc đồ, đi một vòng trong nhà hết trơn á. Nhiều khi á ngồi trên ghế salon xong rồi bấm điện thoại mà không mặc đồ, trong khi là ở ngoài cái cửa không kéo rèm luôn. Còn thỉnh thoảng là vui mở nhạc lên xong rồi ngồi múa mà múa nuốt luôn hả? Múa nuốt. Bởi vì nó nóng là phải. Tại nóng á, tại đi làm về em nóng. Rồi em mong muốn chồng thay đổi gì không? Nói chung là ảnh rất là cưng em, mà rất là chiều em, rất là thương em. Chỉ có cái là bớt cọc tính lại. Ảnh mà la ảnh mà cọc tính chút xíu là em buồn á, em buồn rồi em khóc. Với là thân. Em rất dạ đúng rồi, em rất là hay suy nghĩ, nên em rất là muốn ảnh bớt cọc tính lại. Thế còn em? Em chỉ mong muốn là vợ em sẽ như là trưởng thành hơn, thông cảm cho công việc của em, tại công việc của em là đi cũng khá là nhiều á, từ sáng đến chiều. Nhiều khi vợ em suy nghĩ nhiều, em biết là vợ em suy nghĩ nhiều, cái em cũng cho đi theo làm phụ em này kia các thứ. Tuy nhiên đó là em cũng muốn là vợ em sẽ thông cảm hơn, bớt những cái suy nghĩ tiêu cực. Đúng, dạ, đúng rồi. Thật sự ra nhiều khi ở nhà em làm mấy cái trò khùng điên vậy đó thì chủ yếu là chỉ cho vợ em vui thôi. Còn cái tính cọc của em á là giờ là đỡ lắm rồi, thì em cũng đang cố gắng để em giảm bớt cái tánh nóng đó. Cái việc mà em cần phải làm á, cái sức khỏe của mình là cái quan trọng nhất, đừng có bị suy nghĩ tiêu cực là chính xác đó. Thì mọi thứ em cho nó nhẹ nhàng đi. đó. Còn cái điều em bớt nóng tính thì đương nhiên em đã xác định được rồi, em sẽ phải làm được. Xin cảm ơn em. Cảm ơn anh chị. Mình thì mình cũng hơi mến ổng rồi, nhưng mà coi coi là có muốn ăn mình không, chủ động mình ngồi sát. Ngồi vậy nè. Cái gì vậy, có ai ăn thịt bà đâu mà bà làm cái ghê vậy, bị cứng vậy nè. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ cặp vợ chồng thứ hai. Chào hai bạn. Dạ. Trời ơi, nhìn sao thấy tin quá vậy. Dạ, em xin chào anh Thuận, chị Hồng Vân và các bạn khán giả. Em tên là Nguyễn Anh Thắng, năm nay em 34 tuổi. Nghề nghiệp của em là biên đạo múa. Dạ, em xin chào quý vị khán giả và em xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em tên là Phạm Thiên Hương, năm nay em 26 tuổi, hiện là cho thuê đồ. Cho thuê đồ? Dạ. À, cho diễn viên múa thuê đồ đúng không? Đúng rồi. Rồi, như vậy tôi biết tại sao hai người quen nhau rồi. Chắc có lẽ là đi múa chung rồi quen nhau thôi đúng không? Hoặc là có thể là ông này ông dẫn nhóm múa đi diễn, xong cái đầu cái cần qua thuê đồ rồi hốt luôn. Ông ơi, bà tính mắc quá. Mắc quá. Xong rồi ông dùng những năm kế ông dụ bà đặng cấn trừ. Đúng không? Đúng không? Dạ không. Dàn đồ đó là của em. Của em, bả về bả mới em mới cho bả cho thuê đồ. Hai chồng em cơ duyên nào gặp nhau vậy? Em và ảnh thì biết nhau chứ chưa có nói chuyện với nhau thì từ 2015 đến 2017 á. Cuối 2017 là tụi em có diễn chung với nhau trong cái tiết mục múa. Thì ổng làm biên đạo. Thì khi mà nói chuyện với ổng thì mình thấy ổng giỡn với bạn bè rồi mấy đứa em cứ như là bê bóng bơi bóng bóng phải không? Ta múa mà cái tay người ta đó thì cái tướng ta nhiều nữa ta bóng. Có vô tình em đi ngang qua em nghe ổng nói chuyện điện thoại cái ổng bắt alo gì bà nội. Mà em nghĩ là thôi chắc coi nhau như chị em thôi chứ cũng không suy nghĩ gì hết. Cái sau đó cái một đợt em thả thính ở trên Facebook á, em ghi là lấy chồng mà không được yêu thương thì thôi là để ở nhà ba mẹ yêu thương cho rồi. Thì ông này ông mới ghi vô là lấy anh hem. Lấy anh hem á, lấy anh hôn á. Còn cái chữ hem, còn cái chữ hem nó cũng mới đê dễ sợ. Cái em thì em cũng trả lời lẹ lắm, lấy ngồi bàn nói chuyện sơm lắm nha, đãi ở đâu rồi ngày tháng cưới mà trong khi hai đứa chưa quen biết gì hết trơn á. Ghi xong hết rồi em suy nghĩ lại, em nói trời ơi, ông nội này ông BD mà ông nhắn tin ông nói chuyện với mình kiểu đó, có khi nào ông dùng mình để làm bức bình phong với ba mẹ không? Cưới về cái bỏ mình đó rồi muốn đi đâu tung tăng với lại bạn trai thì mình không biết đó, suy nghĩ đúng không? Rồi còn em sao? Dạ ban đầu á thì 2015 á là tụi em làm chung với nhau là dạy thiếu nhi. Em ấn tượng bả một cái là giờ bả lùng vậy bả dữ dạng ơi, trăm đứa thiếu nhi á, một mình bả hét một phát một là nguyên một đám là im ru. Chàng ơi, giống như em tưởng tượng như là em coi phim mà kung fu mà sư tử hóng á. Thì sao là bả y chang vậy. Vậy á. Từ từ cái để ý thấy bả cũng dễ thương. Lúc đó là bả có người yêu rồi. Nên thôi em không có, nói chung là tụi em đi qua cuộc đời nhau là như thế. Tới năm 2017 á thì lên Facebook là mấy gì cô đơn này kia đó, rồi mới chia tay người yêu này kia đó, giống như thả thính vậy. Rồi em đớp thính. Nhưng nói nghe nè, rồi cái ngày đầu mà em đi chơi á, dạ, lúc mà anh mời em đi chơi là mời đi đâu? Dạ mời đi uống cà phê. Thì lúc đó thì em cũng nghĩ là thôi chị em đi chơi với nhau nên là môi hết ruột gan nên mình ngồi mình tâm sự với lại bả. Em buồn quá em khóc, cái em dựa vô vai của bả. Nếu mà con trai thẳng á là ví dụ như thấy con gái khóc thì ưa dỗ dành, bà này bà cứng đơ, chắc là thôi chắc không ăn thịt bánh bèo. Sau khi đi về rồi bắt đầu là nhắn tin qua lại rồi tùm lum lá hết trơn á, cái rủ em đi coi phim. Mình thì mình cũng hơi mến ổng rồi, nhưng mà coi coi là có muốn ăn mình không. Nên là ngồi thì mình cũng chủ động mình ngồi sát qua chút xíu. Để có nắm tay không á, cứ vậy nè, ngồi vậy nè. Em thấy trời ơi, gì vậy, có ai ăn thịt bà đâu mà bà làm cái ghê vậy, mặt nghiêm túc lắm kìa, giống như là bị đơ bị cứng vậy nè. Em nói anh ơi em lạnh quá à. Lạnh hả em? Anh không có đem áo khoác em ơi. Để thôi ráng chịu đi. Em bị nhát gái, thấy ngồi gần cái là em cũng run rồi. Cũng thích nhưng mà đâu có dám. Giờ nếu mà em mà thò tay qua máng vô cái đâu biết bà này bà thích em hay không, lỡ sọt qua máng vô cái tái bóp cái là mệt mỏi luôn á, coi như bể kèo của em. Mình giống như là lâu quá không có bạn trai Thử cảm giác của bóng gió nắm tay coi nó làm sao. Nắm tay vô thì bắt đầu cảm thấy phê. Có điện. Ừ, sao nữa? Theo bóng gió vậy chứ mà cởi đồ ra muối không à. Nên là chịu không nổi. Vậy á. Có bữa ổng mồ hôi đổ cái ổng cởi áo ổng ra. Nói trời ơi, đảo vậy cái gì đâu mà xấu muối đảo, cái bắt đầu em tấn công luôn. Mình không có bàn về khuôn mặt đi, mình bàn về từ đây trở xuống. Đi chơi chúng bả thì nhiều khi cái em cũng hay giỡn. Quỷ nói vậy đó. Quỷ à. Ai nói chị bd, chị không bd, chị là con gái thiệt đó. Vậy em đó hay, em giỡn về để cho nó thay đổi không khí cho nó vui á. Lúc mà đi về em chở bả lòn tay ở sau, bả ôm vô em, hai đứa nắm tay nhau. Nói chung là rần rần người. Người ta đã vậy rồi em vẫn còn nhát luôn hả? Dạ vẫn còn nhát chị. Nếu mà mình tấn tới nhiều quá thì sẽ bị dội kèo. Qua hôm sau các em mới ôm. Bao lâu mới hung? Ngày thứ ba là đã hung rồi anh. Rồi cái vụ kia làm sao? Ai tấn công ai? Chắc em. Tại vì vô tình lúc đó là ảnh dẫn em qua nhà chơi. Lên đầu ngồi chơi. Em ngồi ở ngoài đây chờ đi, anh đi tắm. Trong phòng ảnh có cái phòng tắm luôn. Cởi đồ ra cái cảm thấy là chà, này thịt này ngon. Cái vụ hồi cái bắt đầu là em đào ra luôn. Là em tấn công trước luôn để thử cảm giác coi ăn thịt đồng loại nó như thế nào. Vừa tắm xong mở cửa ra cái là hốt liền, hốt em liền. Cảm giác sướng. Cái vụ nhát của em ghê. Dạ không, lúc đó là xong cái là dạng liền chị. Mấy lần sau là tự hốt. Mới đầu thì em nghĩ là chắc là tấn công trước á thì chắc là nó ngóc đầu nổi đâu. Nhưng mà lúc sau cái nghỉ hiệp, cái tới hiệp thứ hai ông đè em ra. Em giống như là em bị lật kèo ngược lại á. Cái mình cảm giác này được ạ. Được. Rồi thì các em khi mà về gặp phụ huynh thì phụ huynh có suy nghĩ, có nghi ngờ gì không? Về ấn tượng gia đình của em đối với ổng là chạy chiếc xe màu đỏ, mặc cái áo thun cam lửa, đôi giày màu đỏ. Khi mà nói chuyện chơi xong rồi ba em cũng cười, cái quay lại hỏi em là ba đâu có cần con cưới gấp đâu con, sao con đem cái thằng bóng lưỡng về vậy? Con nghĩ kỹ nha con. Trời ơi, tới hồi mà đám cưới rồi á, quýnh ghen với đàn bà còn đỡ, mà đi quýnh ghen với đàn ông chắc ba chết luôn. Nó là không có, mà không lẽ giờ mình nói con test thử rồi. Thiệt nha con đừng làm ba sợ nha con. Còn khi em về gia đình bên đây Thắng hay sao? Dạ thì em qua bển thì bên bển nghĩ em là bóng. Còn bảo mà qua bên nhà em á, má em quát em lại hỏi ê, nó con gái thiệt mày, nó có qua Thái lần nào chưa, sao giọng đàn ông quá vậy? Giọng bảo hồi trước là ồ hơn bây giờ nữa chị. Em đẻ xong rồi cái nó thay đổi hóc môn nữ vô em hay sao á. Hồi lúc trước á ai mà gọi điện thoại đến cho em nó kêu là dạ anh ơi cho em gặp chị Hương. Ôi vậy đó hả? Dạ. Giọng ồ giọng như đàn ông vậy đúng dạ, không? Đúng rồi. Tụi em là sinh em bé bây giờ là mấy tháng rồi? Dạ được 2 tháng rồi. Trời ơi vậy mà phọt phiết ngon lành. Dạ mới cưới được hồi tháng 8. Ôi vậy là bây giờ dễ thương quá, hạnh phúc quá rồi. Bà còn bóng nữa không? Lúc mà lấy nhau á là một tuần á người ta có tuần trang mật, còn tụi em là có tuần động phòng. Hai đứa giống như chim sổ lồng vậy. Vô hốt nhau một đêm 3 lần, ngày thứ hai cũng y chang vậy. Sung sướng quá, hốt nhau lần nữa 3 lần tiếp, rồi tiếp ngày thứ 3 cũng y chang, ngày thứ 4 cũng y chang, rồi tới ngày thứ 5 là đêm định mệnh. Em đi dạy từ 6 giờ sáng cho tới 8-9 giờ tối em mới về. Biết thế nào là ba cũng hốt em một lần nữa. Em tranh thủ một cái tấm lẹ lẹ, cái em ra em định xuống dưới lầu dưới em ngủ. Mà ai ngờ vừa mở cửa toilet ra cái là bà đứng sẵn ngay đó rồi. Làm như bà biết hay sao á, bà biết em chuẩn bị trốn hay sao á. Vừa mở cửa ra cái là hốt lên liền. Nói để em dưới ăn cơm. Thôi em đem cơm lên rồi khóa cửa lại luôn, không cho ra luôn. Em cho nhịn 1 năm luôn mà. Tới giờ luôn á trời. Rồi bây giờ sao? Về lấy nhau rồi cái tật xấu nhiều không vậy? Tật xấu của ổng là khi mà cưới về á là mới biết là chồng em là cảm tử quân. Ngồi đâu là quăng bơm đó. Đang ở trong nhà vệ sinh cái ổng hỏi em là em ơi em có biết hương vị tình yêu là như thế nào hay không? Cái em cứ nghĩ em đầu là chắc định nhào vô ăn thịt mình hay gì. Ông em nghe một cái tít một cái rồi ông ra ông đóng cái cửa lại luôn, ông khóa chặt cái cửa ngoài. Dễ sợ luôn, em như em bị nhốt ở trong trỏng, em kêu mở cửa ra, mở cửa ra, kêu em hãy đứng ở trong đó mà tận hưởng hương vị tình yêu của anh với em đi. Giống như là cái tính xấu của ảnh là ảnh rất là cọc. Ví dụ như ảnh nói là em ơi đi phơi đồ đi, mà em mắc chăm con, em dọn dẹp á, em quên á. Ổng cọc, ổng nhăn cái mặt, ổng khó chịu. Em không thích cái tính của ổng vậy luôn. Mặt ổng nhăn thấy ghét lắm, đã xấu rồi còn nhăn nữa. Cái gì nữa nè? Ảnh hay làm những cái món đồ mà tự do ảnh thiết kế ra á. Thì ảnh cũng hay để ở ngoài mà ảnh không dặn em nha. Ví dụ như thà em ơi em đừng dọn này, hoặc là em giục cái này đi, hoặc là em giữ cái này lại, ảnh không có nói. Cái tới hồi em dọn thì cái tính em là trước mặt em là em giục thùng rác đó là tới hồi ông hỏi ra cái ông bị mất đồ nãy kia cái đông ra ông cọc với em. Đó là như vậy. À nó cọc rằng là từ đó mà ra. Rồi giờ tới Thắng đó. Vợ em thì rất là dễ thương. Nhưng mà nếu mà nói về tật xấu thì phải chắc cho em 3 tập để em kể. Bây giờ em kể mấy cái tiêu biểu rồi. Đó. Em đang nằm ngủ vậy nè, bảo mớ bảo quơ 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 cái quay qua vòng vô bụng em, vậy ôm bụng cái ngủ đi em, ngủ đi em. Giặt đồ là đồ em vừa mới bận vừa cởi ra cái là đem bỏ vô máy giặt. Chưa hết, vừa nhấn máy giặt xong cái là đi xuống làm việc khác. Giặt buổi sáng vậy hả, tới tối cái là đồ nó thúi quắc. Bà thấy thúi quá cái bà giặt lại lần nữa. Bấm điện thoại xong cái bà ngủ quên. Tới sáng cái lên đồ nó thúi quắc tiếp. Rồi bà nhấn giặt thêm một lần nữa. Phơi xong cái là bà để đó. 4 ngày sau bà mới ra bà mới lấy đồ vô. Nguyên một cái thao đồ bự chà bá vậy nè. Bà ngồi bà xếp từ từ, xếp từng cái được 4-5 cái á, xong rồi bà đi làm việc khác. Để 4 ngày sau bà mới xếp được hết thao đồ đó. Quên mà lại mất tập trung nữa. Tính ra một mẻ đồ của em là gần 2 tuần mới xong. 2 tuần mới xong. Bây giờ em mong muốn vợ thay đổi cái gì nè? Em mong muốn vợ em biết sắp xếp thời gian, làm việc nào nói chung là cho nó xong ra cái việc đó đi, xong rồi mình mới làm tiếp công việc khác. Em mong muốn anh thay đổi điều gì? Mong là ảnh cũng bớt lấy đồ dụng cụ trang điểm của em đây. Cái kéo cắt lông mày á thì em thấy ông này ông lấy đó ông cắt lông mũi của ông. Tính kỳ lắm chị, đi đâu là cầm lấy cái kéo cắt bếp á, đứng cắt gì nè. À ghiền cắt lông mũi. Ghiền đó là ghiền á. Bằng tất cả các loại kéo. Em mong muốn chồng em á là cái tính cọc cằn á thì cũng không có khuyên ảnh là bớt hay như thế nào đó, nhưng mà phải hiểu thông cảm cho em, tại vì em cũng có em bé nữa, nó loay hoay vòng vòng nên em cũng quên trước quên sau á. Bớt cọc đúng không? Dạ, đúng bớt rồi. Cọc cằn. Em muốn ảnh bớt cọc á thì là mình phải bớt giục đồ, tức là này là có qua có lại đó. Cái điều mà chị muốn chúc tụi em á là lúc mà tân hôn lại đó nha, phải lượng sức khỏe nha. Dạ. Không có như lần trước nữa, bệnh nữa nghe chưa? Liều lượng nha. Nghe chưa? Quỷ. Rồi, cảm ơn em nha. Cảm ơn anh chị.